8 nhé xin. Xin xếp dây cho bà được 8 hả? Đó, thế anh hai xếp dây đẹp không chị? Hả? Ở bữa nay xuống nhà ông nội 8 chơi bắt đầu qua em dọn giày cho ông nội 8 luôn trời. Đi mua sầu riêng không? Đúng không chị? Chị đi mua sầu riêng kìa, chú Bo thủ đi mua sầu riêng kìa. Chị đi mua sầu riêng cậu Bo, chú Bo. Đi không? Đi đi lên lầu đi, lên lầu đi, mẹ cho đi á. Rồi ba anh em đi đi. Đi cẩn thận từ từ. Đi 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 rồi đi. Rồi, từ từ nha, đi từ từ nha. Rồi đây mẹ cho em Ly đi nữa, rồi đi luôn. Chúng ta đi nào, Nicky. Rồi, chơi đi từ từ thôi. Chờ mẹ Ngân với, mẹ Ngân đi đâu có nổi đâu. Mẹ Ngân già yếu rồi. Rồi, mẹ Ngân già yếu rồi chơi ơi. Xin ơi, đó là phòng nào vậy xin? Ôi trời, đi từ từ con. Trời. Chơi đi mua sầu riêng không? Thì chú Ba hỏi đi mua sầu riêng không kìa. Cái gì á? Đừng có phá nha, cái này là của nhà ông nội 8 đó. Đó bè bị chú Du của chị nó. Thôi 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 xong. Đi cẩn thận đi từ từ con, đi xuống đi. Thôi tội nghiệp chay, chay nói tội nghiệp em. Không tội nghiệp em nữa. Tội nghiệp chay. Không tội nghiệp chay nữa, cho em bị dạp bắt đi chút. Thôi nắm nắm tay thôi, đừng nắm áo. Rồi. Mẹ nắm tay rồi xuống nắm tay. À nắm tay cùng xuống rồi, nắm tay cùng xuống, đoàn kết yêu thương nhau. Đi từ từ nha, nắm tay em thì đi từ từ thôi. Đó, đoàn kết yêu thương nhau nghe cô chú. Rồi giờ chay dắm tay anh hai đi xuống đi. Từ từ nha, con đi từ từ thôi. Đúng rồi, đi từ từ xin. Em đi từ từ con, em chưa có đi nhanh đâu. Từ từ thôi, để cho chay đi theo. Trời ơi, bữa nay mặt làm như công chúa. Đâu mua vật đâu, chỉ cho cô chú coi xin. Chay, mua vật đâu chay? Chay đâu, chay không biết mua vật đâu tơi. Đâu đâu nữa. Có chuyện hư con. Đâu lại Phật đâu, hai anh em đi lại Phật mẹ coi rồi. Ô con cá đúng rồi, con cá đó. À không có lại đó đúng rồi, không có nghịch. Không có nghịch con nội chám. Cái gì chọc? Xin chơi nhẹ nhẹ thôi con, em còn chơi nhẹ đó. Trời ơi, vừa hát vừa nhảy tôi khổ hai anh chị này quá hai anh chị ơi. Ly ơi. Trình ơi, chú Bo đi kia chơi kìa, có đi không chị Trình? Có đi mua sầu riêng không? Trình, Trình, đi với chú Bo chú Thuận kìa, có đi không? Đi không? Dạ thưa có, dạ thưa không? Rồi, một đứa đi. Chay đi không? Đi chú Bo. Dạ đi không? Rồi ra mang dép đi, đứa nào mang dép đi, chú Bo chở đi mua sầu riêng kìa. Đi mua nguyên nguyên đi. Dép đâu? Thôi mình đi mua nguyên nguyên nha. Cái gì nói dữ rồi Ly. Không không. Mẹ Ngân đi mua nguyên nguyên này con đi không? Đi, đi mua nguyên nguyên đi. Suy nghĩ có mua nguyên nguyên không ta? Ly nói gì Ly giữ vậy đi. Dơ con, cái đó dơ. Xin nói em đi, em ơi dơ lắm. Em ơi, dơ lắm, dơ. Nói em ơi đàng hoàng nghe, em ơi. Đâu, đâu chay lại Phật, đâu chay. Lại Phật mẹ coi lại Phật sao. Hả? Ờ, chỗ nhà ông Địa đẹp ha, nhà ông Địa của mình sao không đẹp ta. Ừ, nhà ông Địa đẹp ha. Ừ. 1, 2 3
Ủa? Ô rớt cái gì rồi, con lượm lên lại cho 18 đi. Con coi rớt cái gì con bỏ lại cho 18 đi. Sao con? Nhớ con của em, con tháo ra đi. Trời đất ơi. Ê ê ê. Nào. Nào nào nào. Quy nói thì nào nào chút ngày chút đêm. Cái bài này nha. Trời ơi trời ơi. Trời ơi. Mô Phật nữa rồi, cô chú mô Phật nhà 18 đi. Chúc cho ông nội mạnh khỏe đi. À, ông bà nội mạnh khỏe, ba mẹ mạnh khỏe. Ra coi anh hai Tứ Hoa nghe, anh Hoa đi Tứ Hoa, anh hai. Đâu con đi ra Tứ Hoa đâu, tưới cái cây này giùm. À để mẹ kéo nước lên, chắc cái bình này nó lâu rồi. Quy cũng Tứ Hoa nữa hả, rồi. Rồi ra coi xịt coi bơm được không. Rồi được rồi á, Quy ra để cho anh hai tưới nè. Bình này hư rồi xin đây, bình này tưới hoa hư rồi. Chắc lâu quá đó. Ly có tưới hoa được đâu chay ha. Chay hoa đẹp đâu, chỉ mẹ Ngân đi chạy ra chỉ cô chú coi hoa đẹp đâu. Hoa. Ôi về nhà ông nội tám rộng rãi quá nhưng mà chỗ nào cũng. U có chùa kìa xin. Đâu chỉ cho em đi chùa đi con. Nè chay, đố chay chùa đâu chỉ cho mẹ coi chay. Chùa đâu? À ông, chùa đâu? Thuyền đâu? Thuyền đâu con? À, cầu đâu? Cái cầu đâu? Cái cầu đâu? À con trâu. À. Cái gì con? Ô, ông già đội nón nè. Ồ, ông già đội nón nè. Rồi gì nữa con, chỉ gì cô chú coi với. Ồ, mặt đầm đỏ vậy cưng à. Hoa. Sao ba Quy? À, ba Quy cũng muốn vô lại Phật hả? Đâu, chay chỉ cho Quy coi đi. Chay đâu, chay chỉ Quy coi đi chay. Đi, mình ra mình chỉ Quy coi đi. Ừ, hư là bị ấm mặt cho trường đó. Đâu, đâu, chỉ cho Quy coi đâu. Cái cầu đâu? Hoa đâu, hoa đẹp đâu, chỉ cô chú coi hoa đẹp đi. Ồ, đi đi không mệt mỏi luôn ta. Đi hết cái bên cầu thang này qua cầu thang kia luôn ta. Chào Quy. À, Quy muốn đi theo không? Rồi Quy đi cầu thang đi. Quy cũng tự đi cầu thang nha. Rồi con tự đi đi. Rồi. Dơ hả? Ôi trời, cầu thang dơ không chịu đi. Đi. Trời ơi. Quậy vừa tôi nghe. Rồi. Đi đi đi, tự đi đi đi. Cái đó không được, không được. Không được, không được. Ừ, đúng rồi, con nói không được. Xua tay đi, không được, không được. À, đó thì cô chú ơi, hôm nay là Ngân quay cho cô chú thấy là à, chay ba anh em nhà chay vô là đại náo nhà ông nội tám luôn chứ không giỡn đâu. Vô dữ cực lắm luôn á. Ly. Có gì á Ly? Đâu chỉ mẹ con coi gì vậy? À coi bóng đá hả? Đá banh. Đá banh. Ngồi đá banh với bà hả Ly? Ngồi đá banh với bà ơi. Đi ơi con chào ông bà cô chú đi Ly. Ly. Ồ nó mê bóng đá cô chú. Trời chỉ cho ba coi bóng đá đâu, chỉ cho ba coi coi. Ba bóng đá đó, ba với con ra con bóng đá nha. Đi con chú đá banh nha. Con đá banh nè cô chú. Con nói ba ơi đi, ba. Đi đây. Ghê ghê đâu, chỉ mẹ con ghê ghê đâu. Ghê ghê đâu. Sợ không? Ghê mà mẹ có con ghê. Chạy ra mụ ngoài trước kêu con ghê. Con ghê ghê vậy. Con ghê. Con ghê nó đi làm gì vậy? Con ghê lặng quá. Lặng quá. À, ơn ba không? Đi vòng vòng trong xóm chơi. Trời, tính ơn cô đài gì? Mấy bữa bà ngoại dẫn lên đây chơi lâu lắm. Ghê ghê đâu chạy? Con nói đi con ghê ghê. Đừng có đạp ghê ghê nha.
Gây gây đâu, ngồi xuống ghế cô gây gây. Cái đó là cái lá chứ không phải gây gây, ngồi xuống ghế đi. Ở đây nhiều ghê 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 luôn á.